Meta dạo gần đây có chiều hướng thay đổi liên tục, dẫn đến tình trạng nhiều ông cháu bị ngộp thở trong quá trình leo danh. Một vài anh em cũng than phiền là dạo này nổi lên quá nhiều form bài rác, cũng nhanh chóng đã trở thành mục tiêu spam chủ đạo của giới trẻ. Cơ mà theo mình thì anh em vẫn có thể tin dùng một vài con carry mà người ta chỉ đem đi kích hệ. Ví dụ luôn như Kindred chẳng hạn, phục vụ quá trình đép máu khá ngon và có thể chống trụ tới late game nếu kẹp thêm tộc hệ cùng các tướng chất lượng. Game đấu sau đây của Huân Mê sẽ mang tới cho anh em cái nhìn rõ nét hơn. Hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm vào học hỏi xem anh chàng hotboy bốn mắt đã cooking cô nàng thợ săn này như thế nào nhé. Kỳ ngộ Timo xuất hiện tại đầu game cho lobby thêm một lượt roll tại các vòng nâng cấp. Sau 3 round quái đầu, anh Huấn chỉ có về 2 mảnh đồ là nước mắt và kiếm, nhưng bù lại thì lobby sẽ cho anh em eco sớm được 10 đồng, coi như game bắt chơi theo hướng kinh tế. Khởi động game đầu với các nâng cấp vàng, nhận thấy tiền đế eco vàng đang khá bon, anh chim ưng luôn chiếc lõi cơn mưa vàng ngay khi nó vừa xuất hiện. Roll các nâng cấp còn lại cho có thủ tục rồi nhanh chóng chốt về option đã dự định. Bất lợi đầu tiên là phải mở bát với form 3 chest yếu ớt. Gặp nhà thiên cung đã up 4 nên nguyên sàn là điều không thể tránh khỏi. Dễ dàng eco được 30 đồng ngay tại 2.2. Tính đánh chuỗi thua 5 rồi comeback như sách giáo khoa, nhưng đen cái lại gặp phải nhà thần tài nên xác định bay luôn cái thế đánh chuỗi thua. Lần này thì gặp một nhà sử gia có nguồn đam vượt trội hơn so với layup của anh Huấn. Thế này thì nắm chắc trong tay chuỗi caro rồi. Nhưng may mà lượng kinh tế không quá thọt bởi anh bán Sivir cái là vừa tròn với mốc lợi tức 4. Đi chợ và nhặt về nước mắt. Tiến hành bắt thêm tướng để đép máu hiệu quả. Bổ sung Eloy vào sân và xào Blue cho Kindred. Gặp phải ông vua vòng 2 với con Volibear cầm đồ xanh 9. Lobby chúng nó còn không ăn được thì anh Huấn cũng chẳng dám ho he, cơ mà vẫn đép được 2 chest, khá ổn. Lên form 3 định mệnh để kết tình huynh đệ. Kindred được tăng thêm tốc đánh nên bắt đầu là lướt khá ghê. Tuy nhiên đối thủ hơn hẳn về số lượng đơn vị 2 sao nên phe ta khó lòng mà đép thêm được ngoài 2 con ở hàng thủ. Quái đá trả về thêm váy và giáp. Lobby bắt đầu update nên anh cũng dục dịch up 6 luôn để thêm chest vào sân. Trước mắt thì bổ sung Shen và Eloy 2 để củng cố hàng thủ. Gần hết giờ thì cũng đã kịp update nốt Kindred lên 2 để trọn vẹn nguồn đam ở dàn carry. Phong bài kích 6 tộc hệ khá đẹp và dễ dàng sát đao được nhà 100 máu để nuôi lại mạch thắng. Vòng cho lõi bậc vàng tiếp theo tại 3.2. Nhận thấy kèo thơm nhờ có tận 6 lượt đổi trả. Anh Huấn có động thái bỏ tướng lên hàng chờ và chỉ giữ lại các chest định mệnh trên sân. Xác định roll được cái huy hiệu là ấm no. Và ngay lượt đổi đầu tiên, game đã đáp ứng luôn kỳ vọng của anh Huấn. Bài vở bỗng dưng sáng sủa hơn hẳn chỉ sau 1-2 round. Đồ đạc nhà này có thiên hướng chơi mấy bài kiếm hiệp, cơ mà họ chưa có tướng nên chưa cần phải đắn đo gì nhiều. Trước mắt thì anh cứ lụm cái chuỗi 3 để kéo dài mạch thắng. Đi chợ và nhặt về cái nịt. Được cái lobby không ai dòm ngó nên anh Huấn dễ dàng có được 6 con Kindred trên sân. Lắp luôn anh Naso để tiến thêm một bước trong việc biến nó thành carry chính. Nhà Volibear gặp anh Huấn, tầm này cũng không còn cần kèo nữa. Bắt nạt Feta được mấy round đầu 2 chấm thôi, chứ tới đây thì cả gốc lẫn lãi sẽ được trả hết. Kỳ ngộ Aphelios cho người chơi 2 đai đồ chứa mảnh trang bị. Anh sẽ chỉ rào trước một cái găng, còn lại đợi rau quái trả đồ rồi khui nốt cũng không muộn. Gặp nhà thần tài đang nuôi chỉ lớn nên tiếp tục sẽ là một round win thôi. Huân Mê dễ dàng kết thúc 3 chấm với kết quả bất bại. Roll được Kane và đưa luôn vào sân. Thresh cũng nhanh chóng được lên 2 ngay trong round quái. Lượng kinh tế cũng tiếp tục được duy trì, nhờ việc đánh sói cũng trả về khá nhiều vàng cùng 2 mảnh đồ là váy và gậy. Mở đế đồ còn lại và lấy về thêm một gậy quá khổ. Tiếp tục roll, hòng kiếm sớm về được carry 3 sao. Tuy nhiên roll tới còn 20 đồng thì mới được 7 con, nên anh tạm dừng kẻo lỗ vốn. Đối thủ đánh sử gia với Zoe đang cầm đồ sát thương. Trông thì cũng đủ form, mỗi tội toàn chest 1 sao nên vẫn quá khó để có thể ngáng đường được anh Huấn. Lõi bậc vàng cuối cùng nặn về ngay được tử thần đoạt hồn, coi như đã có sẵn một option ngon nghẻ. Roll các lõi còn lại thì không có gì ngon nên anh Huấn sẽ chốt nhanh gọn lẹ luôn. Shen lên 3 trước cả carry, Kindred và Eloy tới đây cũng đã 8 con rồi. Mỗi tướng một con nữa thôi là đủ KPI để bắt đầu up cấp. Đen cái là cạn tiền vẫn không ra, chắc do lọt mất 1-2 con vào tay mấy nhà khác. Nhà thần tài đã vun đắp được một cái hũ mốc 85, dự là sau round này thua anh Huấn thì hũ sẽ nhảy một phát lên hơn 100 số, lobby không xử lý kịp là toi ngay. Qua 5 chấm là thở không ra hơi với ông cháu này. Kindred được thăng cấp lên 3, trọn vẹn có về được carry 3 sao 3 đồ đẹp ở ngay vòng 4 chấm. Cơ mà va phải con Yone này thì hơi khó nhai nha.
đối thủ cũng húp được tử thần đoạt hồn và kích được mốc 4 rồi kẹp thiên cung. Đồ cho carry không hẳn là quá mắc ping, nhưng trông con Yone nó lả lướt đã thấy hãi. Dù chấm máu thôi, nhưng nó vẫn kịp săn được Kindred ở những giây cuối cùng để chính thức ngắt chuỗi anh huấn. Kỳ ngộ Riven cho thêm ảnh đồ vòng chợ. Anh lấy về gậy cùng váy để làm nỏ xét. Gặp một nhà khác cũng đánh tử thần thiên cung, cơ mà do lần này không bị target nhiều nên Kindred tự do lả lướt và bắn dụng được khá nhiều đơn vị. Farm tướng một hồi thì lượng sát thương gây ra lên tới 15k đam, mạnh ác anh em ạ. Mặc cho các nhà đều đã lên 7-8 để dãy top, anh Huấn vẫn ngồi chơi sơi nước tại cấp 6 để eco lại lượng tiền cho tương lai. Nhà thuật sĩ này có con Lilia chất lượng, thêm cả việc họ có 3 lõi combat khá nét cho một bài thần thoại build ở mid game. Phe ta thiếu kháng phép nên cũng không chống trả được gì nhiều, lượng máu tụt một mạch tận 15 điểm. Tới đây anh mới áp 7 để thêm Aatrox vào sân, kích đủ 4 U Linh. Thấy Shen 3 cởi chuồng hơi ngứa mắt nên anh lắp luôn cho hẳn cái bốc bắt họ. Còn cái áo choàng bóng tối thì sẽ được ưu ái cho Kane để có chút phụ đam. Nhà xạ thuật sư đang hot meta nhưng carry chưa 2 sao nên nỗi lo cũng được giảm bớt. Kindred việc nhẹ lương cao thôi, đứng đằng sau rồi rình rình bắn trộm vài phát là team bạn dụng cả rổ. Kỳ ngộ Diana cho anh em lobby tách đồ nếu bắn tướng. Cơ mà với phe ta thì không cần thiết lắm vì đồ đạc cũng ngon lành rồi. Game xô đẩy anh tài đấu với nhà tử thần Yone. Lần này, Kindred đã có những pha lăng ba vi bộ chính xác hơn, né được lưỡi kiếm của Yone và giữ khoảng cách an toàn để bắt đầu xả đạn. Yone lên thớt là điều sớm muộn. Hàng thủ bị phe địch đục thủng nhanh chóng, nhưng do đã mất đi đầu tàu carry nên Kindred dễ dàng lo phần hậu sự cho team bạn. Đi chợ và húp ngay được cái ấn định mệnh. Lobby không ai chơi đánh nó sướng hẳn. Anh áp cấp để kẹp 5 định mệnh luôn, thêm một bước thăng tiền lớn về sức mạnh cho Kindred. Morgana cũng được thay vào vị trí Aatrox để có thêm một nguồn đam sau. Gặp lại nhà xạ thuật sư đã có được những carry chất lượng. Eloy Feta bị dồn đam thấy mà thương, nhưng trong khi đó thì Kindred cũng không bỏ lỡ cơ hội để triệt hạ các carry đứng góc. Shen chống chịu là đủ lâu, tiến tới vặt cánh nốt Saya nữa thôi là cộng một chiến thắng. Nhà song đấu này đã đổi sang chơi Ire để bù đắp lại bất lợi thiếu diệt khổng lồ. Là một tướng 5 tiền đặc thù nên khi nó kết hợp với Volibear tạo nên một mũi tiến công cực mạnh, nhanh chóng đột phá và triệt hạ song song cả dàn thủ lẫn dàn harem Feta. Còn mình Kindred thì sao cần hết nổi, gấu ba quá trâu và quá rác. Sang tới đầu 6 chấm thì anh Huấn có dự định bẻ cua sang 7 định mệnh sau khi roll được set, cơ mà tạm thời vẫn sẽ giữ nguyên để tránh mất đi lượng máu cố hữu có được nhờ kẹp vào thần rừng sau bao round tích góp. Gặp nhà tử thần đoạt hồn, Yone lần này đã lên 3 sao, kết hợp cùng Kane xoáy vài nhát là hàng thủ Feta đã bay vào dĩ vãng. Cơ mà đáng ra họ nên xếp bài ưu tiên vào việc dồn con Kindred vào góc, chứ để nó tung hoành ở tuyến sau như này thì nhảy 3-4 nhịp là bỏ túi được luôn mấy con carry. Thế trận vẫn tương đối dễ thở dành cho anh Huấn nhờ vào những chiến thắng khởi sắc. Kane lên 2, mỗi tội còn con Eloy cuối cùng ở đâu thì vẫn biệt tăm biệt tích. Round này gặp bóng nhà Lux xứ Thanh Hoa. Nhờ một pha xếp bài 10 điểm mà Kindred nhanh tay bắn dụng được đối thủ ngay trong 5 giây đầu combat. Không có quả highlight này thì Kindred bắn mỏi tay cũng không triệt hạ kịp dàn thủ phe bạn. Bởi con Amumu 3 sao cầm 3 đối thủ quá trâu, cả team ta quay lại hội đồng nó một lúc lâu thì mới chịu nằm xuống. Round này gặp người thật, tuy nhiên đối thủ chưa kịp check combat vừa rồi nên không nhận ra lỗ hổng ở vị trí carry. Kindred một lần nữa lao tới, tung chiêu và confirm mạng từ vị trí Lux. Phần còn lại của round đấu thì như kịch bản thôi, chỉ việc ngồi rung đùi đợi chiến thắng. Vòng chợ cuối cùng, anh nhặt về bùa đỏ và Ire. Up luôn lên 9 để thêm cô nàng vào sân cùng cái bùa đỏ. Coi như tròn bài với sự bổ sung thêm yếu tố giảm hồi máu nguyên team địch. Đối thủ nặng ký nhất còn lại là nhà Volibear. Gấu chó nhập cuộc cực sung, hóa khổng lồ nhờ quyền năng và bơi trong lòng Feta như trốn không người. Ire 2 sao phe bạn lợi hơn về tốc đánh nên múa kiếm gây khó chịu với những hiệu ứng bất lợi. Trong khi đó thì Kane Feta xoáy không vào đam, hàng thủ chống chịu không đủ lâu cho Kindred được bắn. Anh Huấn nhận trái đắng và còn lại 9 máu, quá khó cho phe nhà. Tuy nhiên có vẻ như ngay lúc khó khăn thì anh Huấn đã vô tình tỏa ra hào quang nhân vật chính. Ngay khi giao tranh đang căng thẳng và chưa ngã ngũ kết quả, đối thủ lại có động thái chùn bước trước sức ép về tinh thần tới từ Feta, bắt đầu có dấu hiệu mắt kém tay run, thành ra bấm đầu hàng luôn để định đoạt trước top 1 về cho anh Huấn. Nói vui vậy thôi, chứ hơi đen cho anh Huấn là gặp phải một counter quá cứng cáp. Mà chính ra build được cái diệt cho Kindred có khi lại endgame được sớm hơn. Nhưng chung quy lại thì phải công nhận đây vẫn là một bài reroll đầu game khá ngon phải không nào? Vừa dễ chơi lại dễ trúng thưởng. Anh em nào hứng thú có thể thêm vào giỏ hàng luôn nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.